Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Từ chỗ bơ vơ không ai biết đến trở thành ngôi sao rực sáng Sài Thành, Mariani Nhị được rất nhiều tay chơi đại gia tìm cách theo đuổi. Tự phụ tự mãn với bộ ngực nở nang khêu gợi, cặp môi luôn đỏ, đôi mắt ương ước, Mariani Nhị lao vào các cuộc chơi như một con thiêu thân. Mariani Nhị là đứa con hai dòng máu, cha gốc Khmer, mẹ là người Việt quê Sa Đéc. Gia đình sinh sống lâu năm ở Nam Vang, tên gọi xưa kia của Phnom Penh ngày nay. Khi mới ở tuổi 17, Nhị từng cặp kè với một hoàng thân thuộc hoàng tộc của xứ Chùa Tháp. Song khi nghe đồn đất Sài Gòn thời ấy là họ Ngọc Viễn Đông, Nhị quyết về Việt Nam cùng đôi bàn tay trắng, một mình dấn thân vào chốn phồn hoa đô hội Sài Gòn. Để có chỗ nương thân, Nhị xin làm em nuôi dưới trướng của chị Ba Phò sống ở khu vực chợ Thái Bình. Người ta kể rằng, những ngày đầu chân ướt chân ráo, cô gái nghèo ngày nào còn mang guốc cao gót vấp lên vấp xuống. Nhưng cuộc đời mỹ nhân hai dòng máu ấy chỉ thực sự bước sang trang mới sau khi gặp được ba Trà. Trà bây giờ đang sống với một người Pháp nổi tiếng ở Sài Gòn, có là Francini, một trùm giang hồ gốc đảo Cori chuyên buôn bán thuốc phiện toàn cõi Đông Dương. Trong hồi ký của Trà kể, một đêm Trà đến xem phim tại rạp cine Cầu Muối. Nửa chừng trong bóng tối, Trà bỗng nghe thấy tiếng nói nhỏ của một cô gái ngồi hàng sau ghế mời mình điếu thuốc để làm quen. Bị Trà từ chối, Tương Nhị nói: "Thôi mà cô ba, hút cho em một điếu để làm quen mà. Tại cô chưa biết em, chứ em đã biết cô từ lâu. Má em thường nhắc đến tên cô Hoài mà thường dạy em, thà làm đĩ ra chơi bời như cô mới đáng gọi là gái ngoan." Khi xem hết phim, ra xe Nhị đi theo nói một câu khiến Trà đầy bất ngờ: "Thưa cô ba, nhà cô ở đâu cho em về theo với?" Nhìn về phía cô gái bạo gan bạo miệng kia, Yvette Trà thấy đây quả là một cô gái trẻ đẹp với thân hình hấp dẫn. Thông cảm với hoàn cảnh không mái nhà nương tựa như mình đã trải qua, Trà đồng ý để Nhị về Nguyệt Tiên Cung. Được Yvette Trà dịu dắt, Mariani Nhị đã nhanh chóng trở thành gái hạng sang, có mặt trong mọi cuộc chơi của giới thượng lưu Sài. Và không lâu sau đó, Nhị còn trở thành tình nhân chính của Francini, được người tình mua cho căn biệt thự khang trang ở đường Verdun, tức là đường Cách Mạng tháng 8 bấy giờ. Từ chỗ bơ vơ không ai biết đến, lại trở thành một ngôi sao rực sáng Sài Thành, Mariani Nhị được rất nhiều tay chơi đại gia tìm cách theo đuổi. Tự phụ tự mãn với bộ ngực nở nang khêu gợi, cặp môi luôn đỏ, đôi mắt ương ước, Mariani Nhị lao vào các cuộc chơi như một con thiêu thân. Ngày ấy, đến đàn chị của cô là ba Trà cũng phải sửng sốt khi thấy cô gái chân ướt chân ráo lên đất Sài Thành ngày nào đã hốt gần hết những đại gia lắm tiền nhiều của từng qua tay ba Trà. Từ Bạch công tử B xứ Trà Vinh cho đến người đàn ông Pháp nổi tiếng hào hoa phong nhã bậc nhất Francini. Người ta nói rằng vì không muốn thua kém ai nên Nhị đã tính đến loại buồn ngái khiến đàn ông chẳng thể nào rời bỏ cô. Tương Nhị công khai tuyên bố chính đàn chị rằng Nhị chẳng cần phải lặn lội qua đất Sim xa xôi. Có lẽ không có gì lạ bởi tại đất Chùa Tháp nơi cô sinh ra, chuyện bùa yêu ngải tinh vốn là thứ quen thuộc chẳng khác nào nước hoa dùng mỗi ngày. Thời ấy ở Sài Gòn, những quan chức cỡ lớn cũng chỉ dám đi xe hơi hiệu Deluxe, Bentley hay là Citroen, thì Tương Nhị đã chậm chệ trên một chiếc xe hơi hiệu Hotchkiss, rồi Alfa Remo có giá đến cả chục nghìn đồng. Thiên hạ sửng sốt bởi sự xa hoa của cô gái mới 20 này, cũng chẹp miệng, đâu phải chỉ nhờ nhan sắc Tương Nhị phước được nhanh như vậy. Thế nhưng, chưa kể bắt chước mốt ăn chơi của các tài tử điện ảnh lúc bấy giờ, Tương Nhị cũng ngậm ống điếu thật dài để tạo ra một phong cách thanh lịch và quý phái. Nhiều đêm, cô ngã bên bàn đèn mơ màng tận hưởng sự khoái lạc của nàng phù dung.
nhiều ông huyện trẻ cũng đến nạp tiền cho cô để được gần người đẹp cho biết mùi đời. Buồn ái có thể khiến người ta đổi đời, nhưng cũng là thứ có thể xô ngã một con người. Người đàn bà ngập chìm trong bóng nàng tiên nâu này bỗng biến mất khỏi chốn ăn chơi trác táng của Sài Gòn xưa vào giữa thập niên năm 1940. Theo lời kể của ông Ba Quang, một tay chơi lịch duyệt trong giới cầm ca, người duy nhất lặp lại cô Tư. Một buổi sáng năm 1945 hay 46, tại một quán ăn ở đường Gary Tremer, ông bỗng nghe thấy tiếng gọi giật ngực. Anh Ba! Khi quay lại, ông không thấy ai ngoài 5-3 người hành khất giờ giấy. Khi chân định bước đi, ông nghe thấy một người lên tiếng. Anh Ba, em là Thư Nhị đây. Không thể tin vào mắt mình, ông sửng sốt khi đứng trước mặt là một người đàn bà ăn mày với đôi môi thầm đen, hai chân sưng và băng bó bằng lớp vải đầy máu, ruồi bu đầy. Thấy vậy, ông lẳng lặng rút tờ giấy 20 đồng rồi đặt vào lòng tay cô. Sau cuộc gặp gỡ đó, không ai có thông tin gì về nàng đệ nhị mỹ nhân Sài Gòn năm nào. Người ta chỉ đồn nhau những giai thoại về một người đàn bà sa ngã vào bùi ngải, rồi bị ngải hành, quật ngã cả cuộc đời.